Bánh chuối patiso này lạ mà ngon quá anh chị ơi. Gì vậy? Thơm quá thơm. Chị ơi thơm quá. Chín rồi. Wow. Làm gì vậy? Trời đất ơi, hết hồn hết vía. Xin thần tài nói chú làm bánh ăn. Trời, bại gì nữa rồi ông nội. Bại đâu bại, ngon lắm á. Một lát em làm xong á, đừng có xin nha. Đầu tiên là em sẽ tìm mua bột bánh patiso, bột ngàn lớp á anh chị. Cái này anh chị vô tiệm bán nguyên liệu bánh ngay cái quầy tủ đông á, thường là có bán hết à. Xong rồi em chạy cái dèo về nhà liền luôn, nôn làm lắm rồi. Đây là con gái em nè anh chị, quá trời quá đất chưa. Ủa, sao em lên dạc này làm mà ngồi xuống làm lọc chuối vậy? Ngồi đây lọc nó mới phiêu, hiểu không? Rồi, nãy chuối đẹp quá ha. Cái nãy chuối tại hổm giờ hai vợ chồng em đi công việc á, nên để nãy chuối cúng thần tài thổ địa mà tới nãy nó chín thầm luôn. Em mới xin của ông thần tài về. Hôm bữa em có cúng thần tài thổ địa thần tiền cái nãy chuối này nè, cúng xong rồi hai đứa đi công việc mấy ngày, hôm nay về nó chín gục luôn. Đen cái vỏ bên ngoài nhưng mà không sao, bên trong vẫn còn tốt. Chuối á thì anh chị làm chuối nào cũng được nha, nhà có chuối gì á thì mình tận dụng làm chuối đó. Chuối này á em thấy vợ em chỉ lột vỏ ra thôi à, chứ không có cắt hay chẻ gì trơn á. Vợ em nói chuối chín quá nên nó hơi khó lột. Vợ em nói á làm là phải ngồi trên xuồng vậy nè cho nó feeling. Cả khen cho bà vợ của em luôn á. Mà mưa luôn rồi, thôi em chạy vô trong nhà anh chị ơi. Lột chuối xong nãy chuối luôn, trời mưa luôn. À, như đây cũng đủ à, bánh ăn rồi. Ôi đất ơi, hết. Có nữa nãy à. Nói chứ ăn đi. Ngon mấy anh chị à. Nói chứ ăn đi. Để ở trên kia thì không có ăn đâu. Lột sẵn ta làm bánh rồi mới ăn. Nguyên liệu để làm bánh này rất là đơn giản. Thứ nhất là chuối, tiếp theo là mè và lòng đỏ trứng nha. Trứng thì số lượng tùy theo cái số lượng bánh mà mình làm. Và đặc biệt là phải có cái vỏ bánh patiso này nè nha. Em nói vợ em sao không ngồi trên xuồng làm nữa đi. Mơ kìa ông thấy à, vui quá ha. Vô cắt cho em nè. Mới hỏi bả con câu à, bả lôi em vô cái công trình nghiên cứu ẩm thực của bả luôn nè. Mà thôi em góp công một xíu để lát có ăn, có làm thì mới có ăn đúng không anh chị. Do cái cục bọng này nó hơi dài á, nên anh chị đo bằng trái chuối giác giác một xíu rồi hay cắt nha, để lát mình cuộn cho nó đủ trái chuối luôn. Rồi cái khúc này mới đầu em tưởng nó khó lắm, ai dè nó dễ ẹt anh chị ơi. Mình chỉ cần đặt trái chuối lên rồi cuộn tròn vậy nè, cuộn vừa hết trái chuối thì mình cắt bột ra. Mới cuộn thôi là em đã biết cái bánh nó ngon rồi đó, nhìn quá thèm luôn. Mà bột bánh này á là bột bánh ngàn lớp, giữa các lớp bột nó sẽ có lớp bơ nên chị quấn nhanh tay một xíu nha. Vậy là cái này mình phải làm nhanh tay lên mấy anh chị ơi, tại vì bơ để trong môi trường ngoài nó sẽ dễ bị chảy lắm. Tùy theo anh chị thích ăn dày hay mỏng thì mình cắt theo sở thích nha, nhưng mà đừng có cắt dày quá, mỏng mỏng cho dễ ăn nha anh chị. Cắt khoanh khoanh ra xong á thì vợ em tách lòng đỏ trứng. Bánh này á mình chỉ cần lòng đỏ trứng thôi à mấy anh chị, đánh tan ra lát quét lên mặt bánh. Còn lòng trắng trứng á thì lấy đi chiên ăn cơm hay làm gì đó thì tùy anh chị ha. Hồi nãy hai vợ chồng em quên mua cái cây cỏ mất tiêu rồi, giờ làm tới đây rồi không lẽ chạy ra chợ nữa. Nhà có cái gì thì mình tận dụng cái đó anh chị ơi. Vợ em lấy cái muỗng thoa lên mặt bánh luôn nè. Chàng ơi, anh chị thấy nó đẹp, nó hấp dẫn chưa? Quá tuyệt vời luôn anh chị ơi. Anh chị lót thêm một miếng giấy nến bên trong lòng nướng nha, để lát nó không bị dính. Vì khi mà anh chị quét trứng lên mặt nó, lát nó chảy xuống là dính á. Mà nhà em cũng hết giấy nến luôn rồi, nên em lấy đỡ giấy thấm dầu vậy. Quét xong thì anh chị gắt mè lên bánh nè, mè đen, mè trắng, mè nào cũng được á. Cái đó tùy vào sở thích của mỗi người nha anh chị. Em chưa có ăn mà em nhìn là em biết nó ngon dữ lắm rồi đó. Xong một mẻ, giờ vợ em để vô cái nồi chiên không dầu, mình cài đặt nhiệt độ là 180 độ, thời gian là 12 phút nha anh chị. Mấy phần còn lại thì anh chị cũng làm tương tự vậy ha, tùy theo mình làm nhiều hay ít. Gì vậy? Thơm quá thơm. Chị ơi thơm quá. Quá thơm. Thơm quá. Đúng rồi, còn mấy phút nữa, 5 phút nữa. Mình sẽ để cái mẻ kia xong rồi, mình sẽ bỏ cái mẻ này vô. Nôn quá à. Còn có mấy phút nữa là mình được thưởng thức cái món bánh này rồi. Chắc ngon lắm á. Giờ là đã thấy thơm rồi đó. Chín rồi. Ôi trời trời, nôn quá này. Chuẩn bị nha. Chín rồi. Wow. Ui. Mà nó hơi đen hả ta, hay là tại nó vậy? Dạ, không phải đâu, tại chuối á, tay chuối mình để nó chín quá nên là nó tươm đường á. Cuối cùng thì cái giây phút này cũng đã tới anh chị ơi. Xong rồi mấy anh chị ơi, ngon quá à. Thơm quá à, chồng ơi. Wow. Đã ơn, đã ơn. Ơi, nhìn giống bánh liêu trứng chảy. Này, cái này là dưới đít đó nè. Dưới đít thì chuối nó vẫn giống như chuối hấp vậy đó. Còn ở trên đây là có cái lớp trứng. Nó sẽ cháy cái lớp trứng. Thơm chuối nha.
ngon. Cái lớp vỏ bên ngoài nó mỏng, nó giòn tan, rồi xích bên trong xíu nữa sẽ dai dai nhẹ nhẹ, bên trong nữa thì chuối nó ngọt, nó mềm. Cái vỏ bánh nó có sẵn cái vị mặn rồi, kết hợp với chuối nó ngọt ngọt, kiểu mà mặn mặn ngọt ngọt, rồi giòn giòn dai dai, nó nhiều thứ nó kết hợp với nhau, thơm mè, thơm trứng, thơm bơ, ngon. Ngon lắm anh chị ơi. Làm thử đi anh chị ơi, ngon lắm. Mà em không biết tên chính xác của món bánh này là gì nữa. Em kêu là bánh chuối patiso. Anh chị nào biết tên chính xác của nó là gì comment bên dưới giúp em nha. À, cảm ơn anh chị đã chọn xem clip của hai vợ chồng em. Nếu mà thấy thích á thì cho em xin một nút like rồi theo dõi kênh để ủng hộ hai vợ chồng em nha. À, nhớ lượt video này lại để mà khi nào muốn làm á mở lên xem cho nó dễ. Thôi chuyển làm liệu đi mấy anh chị, dễ làm lắm, ngon nữa. Cảm ơn anh chị đã xem clip của hai đứa em trong hàng vạn những video ngoài kia nha. Bye bye. Không uổng công gì xin cái nãy chú cùng tài.